tổng hợp của VTC. Tại buổi lễ ký kết ngày hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước cam kết sẽ hợp tác với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thông qua các kênh truyền hình công ích của Đài là VTC10, VTC14, VTC16, trong đó tập trung vào kênh VTC14, kênh chuyên biệt về môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu đang được nhiều người dân quan tâm. Ta tuyên truyền về những cái mô hình điểm bảo vệ môi trường, tuyên truyền về những cái điển hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường, thì từ đó chúng ta trên cơ sở đó chúng ta có thể nhân rộng được ra nhiều những cái đơn vị, nhiều những cái địa phương khác, để trên cơ sở đấy chúng ta sẽ đẩy mạnh và nâng cao cái nhận thức chung về bảo vệ môi trường. Với ưu thế là đài truyền hình đầu tiên của Việt Nam sử dụng các công nghệ truyền hình tiên tiến trên thế giới. Hiện tại VTC có 16 kênh phát sóng theo công nghệ SD và 5 kênh theo công nghệ HD phủ sóng toàn quốc. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng đang đẩy mạnh việc chuyên biệt hóa các kênh truyền hình. Với đội ngũ nhân lực trẻ, nhiệt tình, các kênh truyền hình của VTC đang mang đến cho khán giả những chương trình chất lượng xung quanh những vấn đề nóng bỏng của đời sống. Ở trong thời gian tới thì VTC 14 sẽ cụ thể hóa cái nội dung hợp tác giữa hai cơ quan bằng những chương trình mới có nội dung thiết thực, gần gũi với nhu cầu thông tin của người dân, phù hợp với quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong bối cảnh chung cả trong nước lẫn quốc tế đang dành những mối quan tâm đặc biệt đối với thông tin về môi trường, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, việc ký kết thỏa thuận giữa Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ giúp việc tăng cường truyền thông cũng như phản ánh một cách trung thực, đa chiều và kịp thời những thông tin thực tế trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường bền vững, đấu tranh phê phán việc sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.